Thưa quý vị, xác định hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân đạo từ thiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội 5 năm qua. Hội Liên hiệp Phụ nữ chợ Cồn phối hợp với Ban Quản lý chợ cùng nhau gửi những tấm chân tình đến phụ nữ bán vé số, những người khuyết tật mất khả năng lao động trên địa bàn thành phố. Hơn 6 giờ sáng, 1.000 xuất quà đã được chị em trong hội chuẩn bị sẵn sàng để trao cho các cô chú là những người bán vé số, khuyết tật, người già neo đơn trên địa bàn thành phố. Mỗi túi quà tuy không mang nhiều về vật chất, nhưng nó chứa đựng tất cả sự yêu thương, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách giữa cuộc sống bình dị. Thấy rất là mừng khi là Mạnh Thường Quân đã quan tâm giúp đỡ các người nghèo và người khuyết tật như cô. Cô rất là xúc động. Là mong muốn để cho các chị em phụ nữ họ quan tâm tới. Và đi cả ngày đi già cả thì đi ngày kiếm 5-60 cái máy. Món quà thiện nguyện để cho chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái nỗi khó khăn của những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và cũng có phối hợp với chính quyền địa phương phường ở Châu Hai để làm cái công tác thiện nguyện này. Sau 2 năm bị gián đoạn bởi Covid-19, chương trình Vạn Phần Quà San sẻ yêu thương được tái khởi động là sự mở đầu hành trình yêu thương đầy ý nghĩa nhân văn của phụ nữ chợ Cồn nói riêng và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố nói chung, nhằm giúp những hoàn cảnh khó khăn yếu thế trước những tác động của đại dịch. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cán bộ hội viên phụ nữ. Chị em chúng tôi tổ chức là có công an địa phương và coi như là các đoàn thể, ban quản lý, là bảo vệ, là để là thứ nhất là đảm bảo là coi như là an toàn trong cái sự mà coi như là lấn chiếm lẫn nhau và coi như là phải an ninh trật tự. Thành phố Đà Nẵng đang trên đường xây dựng thương hiệu thành phố Bốn An là một trong những mục tiêu mà các cấp chính quyền đã thực hiện rất tốt trong thời gian qua. Vì vậy, bằng sự chung tay đồng lòng của mỗi cá nhân, mỗi tập thể với tinh thần tương thân tương ái, tin chắc rằng Đà Nẵng vẫn luôn là nơi đáng sống trong lòng mỗi người dân.